Mấy ngày nay, những người dân tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xôn xao về việc một nữ MC tên là Hồ Thị Kim Toàn, sinh năm 1986, bị mất tích không rõ nguyên nhân. Nữ MC sau khi nhận dẫn chương trình ở đám cưới nhà ông Hồ Văn Dô vào buổi tối hôm trước, cô đã có mặt tham gia diễn cùng ban nhạc đến 10 giờ tối mới xin về. Nhưng đến sáng hôm sau, bầu show gọi điện thì không liên lạc được. Ra ông chủ sân khấu đó mới đem sân khấu vô, rồi tới mướn riêng cái cô MC đó là riêng, tôi không hề biết. Rồi chừng vô mà để ca hát đó tôi cũng không có thấy nữa. Rồi chừng mất tích là phía lại khoảng 9-10 giờ đó là nghe cái ông Trình đó, ông nói là cái cô MC đó mệt, ông cho về. Rồi về rồi tới phía tới sáng luôn, không có lại. Rồi tôi thì phía khoảng 4 giờ phía tôi đi rước dâu rồi. Rồi khoảng 10 giờ trưa tôi mới về. Về thì tới chiều gia đình nó mới lại báo là cô đó không có điện được, là đã mất tích. Sau 2 ngày không liên lạc được thì đến 30 tháng 11 năm 2018, người nhà của nữ MC cùng với công an xã Vĩnh Lợi đi tìm xung quanh khu vực đám cưới thì phát hiện bộ quần áo của nữ giới nằm trong đám sậy cách khu vực tổ chức tiệc cưới khoảng 100m. Xác nhận chính xác đây là bộ quần áo mà nữ MC đã từng mặc tối hôm mất tích, cho nên công an xã đã cấp báo lên công an huyện Châu Thành để có hướng xử lý tiếp theo. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhận được tin báo của chồng của chị MC á, thì đã cử cái tổ trinh sát và điều tra viên xuống địa bàn. Thì qua đó kiểm tra thì phát hiện được cái một bộ đồ của nạn nhân nằm ở gần cái khu vực mà xảy ra đám cưới. Thành ra là kèm theo đó là thu được một cái nón bảo hiểm của nạn nhân ở mé sông. Có nhiều cái tình tiết cho thấy đây là khả năng của một cái vụ án đã xảy ra, có thể là giết cướp. Sau khi xuống hiện trường xong, tôi có đi ra ngoài cánh đồng thì phát hiện là khu vực lúa ở cánh đồng đó, là khu vực lúa này là hiện giờ là cái mùa này là không có mưa bão mà lúa thì cao. Thì tại chính giữa cái ô lúa thì thì nó có một cái quần ruộng, cái quần lúa nó bị sập xuống. Thì tôi có đi nhờ người dân địa phương á lại đó để mà hỏi coi, thì đối với những cái trường hợp như là lúa bị sập như thế này thì do mưa bão hay là như thế nào nó hình thành lên cái khu vực lúa nó bị sập vậy, thì người dân địa phương cung cấp là do nếu mà mưa bão thì lúa nó gặp xuống, thì nó gặp xuống nguyên cái khu vực lúa từ ngoài đê vô cho tới giữa ô lúa, còn này là nó sẽ cái khu vực sập lúa là chỉ nằm chính giữa. Thì bản thân tôi lúc đó thì cũng nghi vấn nơi đây là cái hiện trường của vụ án. Đây có khả năng là vụ án với nghi vấn mất tích chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu giết người, hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định thành lập ban chuyên án, chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Nạn nhân được xác định tên là Hồ Thị Kim Toàn, sinh năm 1986, trú tại ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 11, chị Toàn chạy xe máy Novo biển kiểm soát 62L1-17983 từ nhà trọ ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến đám cưới tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành làm MC đám cưới. Đến 22 giờ cùng ngày, chị Toàn ra về nghỉ ngơi để tiếp tục làm MC vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 11, mọi người không thấy chị Toàn đến nên đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sau 4 ngày, người nhà và công an xã Vĩnh Lợi đã phát hiện bộ quần áo của nữ MC nằm trong đám lau sậy. Ngoài ra, phát hiện thêm chiếc nón bảo hiểm, tóc giả cùng với giày của chị Toàn rơi vãi xung quanh. Tuy nhiên tại đây không phát hiện ra chiếc xe máy Yamaha Novo và chiếc điện thoại Samsung của nạn nhân. Khả năng đối tượng đã giết hại nạn nhân, sau đó mang tài sản đi tẩu tán.
lãnh đạo của cơ quan điều tra đã tập trung chỉ đạo nhiều mũi điều tra và trinh sát, trong đó thì tập trung đi truy tìm những cái tang vật, đồ vật của nạn nhân mang theo có thể bị cướp để mà đem đi tiêu thụ ở nhiều nơi, các tỉnh lân cận hoặc là các huyện. Thì được biết là cái đêm 26 tháng 11 đó, khi cái nhà ông Vô tổ chức đám nhóm họ là gần tan tiệc thì chỉ còn lại là khoảng là 10 đến 8 đến 10 đối tượng là ở lại dự cái cuối cùng. Thì trong 8 đến 10 đối tượng này thì có nhiều đối tượng là ở làm đi làm thuê ở Bình Dương, Vũng Tàu và Đồng Nai về đến dự đám cưới. Và cũng có những đối tượng là ở địa phương. Chúng tôi được sự được lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi tiến hành là gọi hỏi và tiến hành xác minh bằng những các biện pháp nghiệp vụ và chia ra nhiều cái mũi trinh sát để truy tìm những cái đối tượng này để mình xác minh làm rõ. Sau khi họp ban chuyên án, một mặt các điều tra viên tập trung xác minh tài sản bị mất của nạn nhân cùng với những người có mặt tại đám cưới nhà ông Hồ Văn Dô. Mặt khác cũng cần phải làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết. Đặc biệt chú ý đến những đối tượng đi lại với nạn nhân trong ngày 26 tháng 11. Cơ quan cảnh sát điều tra đã đặt ra giả thiết là có khả năng nạn nhân trên đường đi về từ đám cưới đã bị đối tượng chặn cướp, sau đó là giết chết nạn nhân mang đi phi tang. Cũng có khả năng hung thủ đã theo dõi nạn nhân từ trước hoặc có quen biết với nạn nhân, thấy nạn nhân có nhan sắc lại đi về một mình nên đã chặn đường thực hiện hành vi. Nạn nhân mặc đồ rất là mát mẻ mà ở vùng nông thôn, hơn nữa đi dự đám cưới. Đám cưới thì có rất nhiều thanh niên ăn nhậu rượu bia, thì mình nhận định là có khả năng là do rượu bia vào rồi một số thanh niên ở đó có khả năng thực hiện cái hành vi là giết người, cướp tài sản hoặc là giết người hiếp dâm. Thì đến nhà trọ của MC Nguyễn Viêm Toàn thì từ cái ngày mất tích đó thì không thấy MC Nguyễn Viêm Toàn về nhà và liên hệ với chỗ mà các bầu xô mà Nguyễn Viêm thường á là nhận xô và giao cho Nguyễn Viêm Toàn nhận để làm chẳng chương trình các đám cưới thì cũng không có tung tích về cái MC Hồ Thị Kim Toàn này. Là từ cái ngày mà nhận làm MC đám cưới trang xã Vinh Lợi á thì không thấy không liên lạc được. Tung tích của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, còn sống hay đã chết thì chưa ai có thể khẳng định hay phủ định được. Bởi nếu nạn nhân đã bị sát hại thì phải tìm thấy xác của nạn nhân, còn bây giờ tất cả đều chỉ là nghi vấn. Nghi vấn có khả năng nạn nhân đã bị hung thủ sát hại và hung thủ là đối tượng như thế nào thì một mũi trinh sát cần phải tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân trước thời điểm nghi bị giết. Và khi các trinh sát đi nắm tình hình thì càng cảm thấy rối vì mối quan hệ của nạn nhân vô cùng phức tạp. Nạn nhân làm nghề ca hát trong các tiệc cưới, lễ hỏi, thường xuyên di chuyển trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Mối quan hệ có thể nói rất rộng. Ngoài ra nạn nhân đã ly thân với chồng. Lúc này ban chuyên án mới đặt ra nghi vấn có khả năng do mâu thuẫn gia đình nên chồng của nạn nhân đã tìm đến chặn, giết chết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả. Thế nhưng để xác định người chồng là nghi can cũng như thu thập những bằng chứng lại là một vấn đề khác. Người chồng của nữ MC Hồ Thị Kim Toàn được mời về cơ quan điều tra làm việc. Có khả năng là mình sẽ loại người chồng của nạn nhân ra, bởi vì không thể là nếu mà chỉ là người chồng vì mâu thuẫn gì đó mà đã sống xa đã lâu rồi mà tại sao lại quay về đó giết ở đó để làm cái gì. Nếu mà không còn thương yêu nhau nữa, không còn tình cảm thì người chồng cũng có thể chia tay ly dị, chuyện đó bình thường, không có thể nào mà giết vợ để mà giấu xác rồi cắt đứt quan hệ, không cần thiết.
Cho nên là mình không có đặt vấn đề nghi vấn về cho người chồng là như vậy. Thì qua làm việc với anh Duyên thì anh Duyên anh khai nhận là cái đêm 26 tháng 12 thì ảnh là ảnh dẫn trực bảo vệ tại công ty. Và qua trích xuất camera thì cũng xác định là đêm đó là anh Duyên ảnh có mặt tại công ty để mà bảo vệ. Từ đó thì chúng tôi cũng có là loại trừ cái người đối tượng là anh Duyên này ra cái danh sách mà đối tượng nghi vấn. Hàng chục trinh sát, điều tra viên đã xuống các cơ sở để thu thập thông tin, sàng lọc những nam giới có độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi, sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành, nơi diễn ra đám cưới, và huyện Thoại Sơn, nơi nạn nhân chọn. Thậm chí mở rộng diện tìm kiếm sang cả những huyện lân cận bằng biện pháp kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương, song kết quả vẫn không khả quan hơn. Còn các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn đều có chứng cứ ngoại phạm. Ngoài ra có một chi tiết mà các trinh sát phát hiện vào tối hôm đám cưới nhà ông Hồ Văn Dô. Có một nhóm đi tàu biển dài ngày đã đến dự đám cưới và đây có khả năng là nhóm đối tượng đã gây án. Và nếu không tiến hành xác minh ngay thì nhóm đối tượng này có khả năng lại đi biển như thế, rất khó khăn trong quá trình truy bắt các đối tượng. Có 4 cái đối tượng quê ở Vĩnh Lợi cũng gần gần đám cưới đó đó. Nhưng mà có bà con họ hàng với cái gia đình tổ chức đám cưới. Nhưng mà mấy tên này là đi làm nhân viên của cái tàu á, đi theo làm thuê cho tàu đánh bắt cá. Đi một chuyến vậy là tháng mấy, 2 tháng trời mới vô bờ. Đó, rồi sau khi mời đám cưới, gia đình mời đám cưới thì các tên này mới về dự. Đặt cái này vô nghi vấn là do có khả năng mấy anh này đi tàu biển thì dài ngày mới vô, mấy tháng trời mới vô thì sợ đói khát rồi vấn đề đó thì là chị thấy chị này là chiêu ghẹo rồi no thì nảy sinh cái ý định gây án. Tuy nhiên khi xác minh nhóm 4 thanh niên đi tàu biển thì họ đều có những bằng chứng ngoại phạm. Như vậy đã có những yếu tố để loại trừ nhóm thanh niên đó không phải là những người gây án. Không nản trí, các điều tra viên quay ngược lại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, nơi diễn ra đám cưới, tổ chức phát động phong trào vận động quần chúng, thì có một thông tin quý giá được hé mở. Người tham gia cái đám cưới, người ta có quay lại video clip đó, thân nhân trong gia đình, cung cấp cho cơ quan điều tra một cái video clip, và trong đó thì có nhiều nam thanh niên, nữ thanh niên cũng ca hát, cũng uống rượu bia, cũng nhảy. Thì trong đó có đối tượng tên Thanh. Tên Thanh là cũng là ngồi tiếp đám cưới, rồi cũng ăn nhậu, rồi cũng lên nhảy múa cũng nhiều lần trên cái sân khấu đám cưới. Và theo kiểm tra cái video clip thì thấy là tên Thanh này cũng có nhảy và cũng có, nói chung là cũng có cọ quẹt, cũng hình như là cũng có tâm sự với cái cô MC. Và từ chỗ đó cho nên là cơ quan điều tra mới có đặt vấn đề nghi vấn. Đúng quy trình, quy lực là tại vì ông Vô này ông có mời là cái đối tượng Thanh này là giữ đám cưới. Nhưng mà ngày hôm sau là đám cưới thì đối tượng Thanh này là mình xác minh làm rõ thì đối tượng Thanh này không có mặt trong đám cưới. Thì chúng tôi là tiến hành gọi hỏi, là mời đối tượng Thanh để làm việc và có điện thoại cho vợ của đối tượng Thanh, yêu cầu đối tượng Thanh về cơ quan công an làm việc. Và cũng có là lúc này tôi có thể nói là xác định là đối tượng Thanh là đối tượng là gây ra cái chết cho nạn nhân Toàn. Đối tượng Thanh không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra điện thoại cho Thanh, nhưng đến lúc này thuê bao không liên lạc được. Qua xác minh ban đầu, y đang làm việc tại Bình Dương. Họ tên đầy đủ của y là Nguyễn Minh Thanh, tức Nhí, sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành.
không thể để lọt lưới đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ và quá trình chia các mũi trinh sát để đi tìm hiểu các mối quan hệ của Thanh cũng như hướng mà Thanh có thể trốn chạy. Một mặt bố trí lực lượng theo sát di biến động trong nhà của Thanh tại ấp Hòa Lợi. Mặt khác, các cơ quan công an đã tới gia đình nghi phạm động viên yêu cầu Thanh ra đầu thú. Biết không thể thoát tội, lúc 19 giờ ngày 2 tháng 12, đối tượng đã đến công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận hành vi sát hại chị Hồ Thị Kim Toàn. Mười chín giờ 30 thì cái nhận được cái điện thoại, cái tổ công tác thì có nhận được cái điện thoại, số là nói là đối tượng Nguyễn Thành á, từ Thành Nhí á, là về đầu thú và có chạy xe của nạn nhân về. Thì về công an huyện thì cái tổ công tác tôi cũng là chờ đợi cho tới lúc là khoảng là 8:30 thì Nhí về á tới công an huyện Châu Thành và đem chiếc xe là Novo của MC Hồ Thị Kim Toàn về và thừa nhận cái hành vi là giết và lấy giết MC Hồ Thị Kim Toàn và lấy chiếc xe. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Qua đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đã giấu xác chị Toàn tại mương nước ở sau nhà. Còn chiếc điện thoại của nạn nhân, hắn cất giấu tại bàn thờ trong gia đình. Vì thời điểm đó lúc bấy giờ đã là 21 giờ tối, một tổ công tác nhận nhiệm vụ áp giải đối tượng đến hiện trường để chỉ nơi cất giấu tang vật và xác của nạn nhân. Đúng như lời khai nhận của đối tượng Nguyễn Minh Thanh, cơ quan điều tra đã tìm thấy thi thể nữ giới ở dưới mương nước sau nhà của Thanh. Một tổ được lệnh ở lại làm công tác bảo vệ hiện trường chờ đến sáng hôm sau. Đội kỹ thuật hình sự sẽ xuống làm công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác về nguyên nhân người xấu số bị tử vong. Tổ còn lại đưa Thanh về cơ quan điều tra để khai thác thêm thông tin. Trời vừa sáng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang kết hợp công an huyện Châu Thành và phòng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm được diễn ra tỉ mỉ, cẩn trọng, không được để sót lọt các chi tiết nhằm buộc tội kẻ thù ác. Về tử thi thì toàn bộ đã bị trương phình biến dạng, tuy nhiên vân tay vẫn còn có thể lấy được. Xác định tử thi chết do bị ngạt, thời gian tử vong khoảng 5 ngày. Tuy nhiên nạn nhân không mặc quần áo và nạn nhân có phải bị xâm hại hay không thì cần phải có những chứng cứ khoa học xác minh để khẳng định một cách chính xác. Sau khi vớt xác nạn nhân lên trong cái trạng thái mặc không mặc quần áo thì trong cái hội đồng khám nghiệm chúng tôi là có nghi vấn là khả năng là đối tượng có cái dấu hiệu của một cái hành vi về hiếp dâm thì chúng tôi thu những cái mẫu để thử là test nhanh về cái tinh dịch có trong cái bộ phận sinh dục của nạn nhân hay không thì qua cái test nhanh tại hiện trường thì chúng tôi là đánh giá là cái khả năng là không có. Vớt xác lên thì cái trong cái quá trình phân hủy thì chúng tôi xem xét là trên cái thứ nhất là ở cái dùng cái miệng xuống tới cái khí quản thì là đầy bùn đất và những cái dấu hiệu bầm dập thì chúng tôi đánh giá là khả năng đối tượng ban đầu là có cái là giặc giả đối với nạn nhân khi mà chèn ép ở vùng cổ, nhưng mà cái chết chính của nạn nhân là ngạt nước và ở cái trong cái vùng là bùn lầy của cái ao tại cái hiện trường đó thì chúng tôi nhận định là cái chết của nạn nhân là cái chết do cái ngạt cơ học. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đi đám cưới có rượu trong người nên Thanh lên hát cùng nữ MC. Tại đây Thanh say mê trước vẻ xinh đẹp dễ thương của chị này nên phát sinh tình cảm. Lúc này Thanh xin số điện thoại của nữ MC và hẹn kết thúc bữa tiệc sẽ gặp nhau để trò chuyện. Đến 22 giờ chị Toàn ra lấy xe để đi về. Khi thấy Toàn đi qua, Thanh nảy sinh ý định quan hệ tình dục
nên đi theo và rủ Toàn ra phần đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng Toàn không đồng ý, thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Tức giận việc bị Toàn mắng chửi, Thanh dùng tay đánh vào đầu chị Toàn, sau đó nắm tóc kéo xuống mương nước gần đó rồi dìm nạn nhân cho đến chết. Thanh cởi quần áo của nạn nhân mặc trên người ra và ném vào buộc dậy gần đó, cách đám cưới khoảng 100m. Tiếp theo đó, Thanh vác thi thể nạn nhân đi theo đường ruộng và ném xuống mương nước phía sau nhà Thanh. Chưa dừng lại, Thanh dùng một tấm đan xi măng đè lên xác nạn nhân. Sáng ngày 27 tháng 11, Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của nạn nhân đem đi bán, rồi cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân cho đến ngày ra đầu thú. Cho nên qua vụ này, theo tôi thì chúng ta ở vùng nông thôn, nhất là phái nữ, thì khi đi những cái đám tiệc như đám cưới, như đám này, thì không nên ăn mặc quá mát mẻ. Và đi ban đêm cũng nên cảnh giác, không nên đi một mình, phải đi từ hai người trở lên. Và nhất là đi là phải có nam giới. Và đi không nên đi khuya, đi đêm, bởi vì đây vùng vắng. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Minh Thanh, sinh năm 1998, trú tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về tội giết người, cướp tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Thanh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối hận, đồng thời cúi đầu xin lỗi gia đình của nạn nhân. Nhưng tất cả đã quá muộn, kẻ thù ác rồi sẽ phải đền mạng. Có thể nói đúng 5 ngày sau khi vụ án cướp tài sản và giết người xảy ra, với sự vào cuộc đầy quyết tâm của ban chuyên án, nghi phạm Nguyễn Minh Thanh đã bị bắt giữ, đối diện với sự trừng trị của pháp luật. Đây là chiến công xuất sắc của công an tỉnh An Giang, đem lại niềm tin với quần chúng nhân dân.